anh em trông nhau. Chào các bạn đi xem nào. Em đâu? Nói chuyện với em đi. À đây. Nói đi. Nói chuyện cho em cười xem nào. Đấy. Đúng rồi, được hết chưa? Chưa. Một đống ớt như thế này. Cái anh lù này nhìn nhìn ngang ngang nó cười à hả làm gì về à? Anh đi làm gì về phá hoại ở đâu về đi cho con lù xuống dưới kho đi. Đấy, bứt ớt cho bố đi. Bóng mà. Bù bù, bù bù, bù bù. Nhìn đấy. Cái này còn nhiều lắm đây này. Rất là nhiều ớt. Con vừa đi làm gì đấy? Bắt vịt à? Bắt được con nào không? Chạy hết đi rồi. Cho mồm ăn đi xem nào. Không. Sao không? Ăn ớt mới tốt. Sáng mắt. Đấy, chú nghĩa mắt. Đấy, ăn cay. Cay đấy. Mẹ. Sao thế? À? Sao thế? Mẹ ơi, mẹ lấy rác đi đổ. Mẹ xem dịch lên nhá. Yeah. Này, con thắp ở đây này. Con thắp á. Yeah. Chán rồi à? Ừ. Em làm chán rồi á? Được khoảng 30 phút không? Được, được. Thôi chết rồi. Lu, thôi chết rồi. Lu, không được gửi con ra đâu. Look.
撸撸撸。